nay, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 đã bước vào chặng đua thứ 9, một chặng đua được dự đoán là đầy thách thức, khó khăn và cũng sẽ có những xáo trộn lớn trên bảng xếp hạng. Thế nhưng sau chặng đua này thì tay đua David Van Aert vẫn bảo vệ được những danh hiệu cá nhân của mình. Chặng 9 dài 242 km là chặng đua dài nhất của giải và cũng là kỷ lục của xe đạp Việt Nam. Chặng đua thử thách sức bền và ý chí của các coureur. Tiết trời nắng nóng lại thêm một lần nữa làm khó các tay đua trong lộ trình từ Tam Kỳ về Quy Nhơn. Mới chưa qua địa phận Quảng Nam, đoàn đua đã tách làm hai top. Top 1 gồm 10 vận động viên đã bứt đi và có lúc tạo ra khoảng cách tới 10 phút so với top thứ 2. Nhóm đầu duy trì tốc độ trong suốt quãng đường dài 200 km và liên tiếp đoạt 3 spin với 2 chiến thắng cho Joskop và Quốc Cường. Khi cách đích 40 km, Joskop đã chủ động một mình bứt phá, duy trì vị trí dẫn đầu cho tới khi cách đích 3 km thì bị nhóm 2 bắt kịp. Lúc này cuộc ganh đua của những coureur nước rút hàng đầu mới diễn ra. Và thêm một lần nữa, Im Jae-yeon của đội Korai Cycle đã giành chiến thắng với thành tích 5 giờ 30 phút 12 giây. Vị trí thứ hai thuộc về Lê Văn Duẩn của Anh Văn Hội Việt Mỹ. Thời tiết nóng nóng khiến tôi phải uống nước rất nhiều để có thể hạ nhiệt. Tôi rất vui khi có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại giải đấu năm nay. Dù về nhất nhưng Im Jae-yeon vẫn chưa thể đoạt áo xanh từ tay của David Van Aert. Tay đua của Global Cycling vẫn nằm trong top về đầu và vẫn giữ được cả hai danh hiệu áo xanh và áo vàng. Huỳnh Thanh Tùng cũng bảo vệ được danh hiệu áo trắng